Ok, gia đình đang đi tham quan ở tiểu bang Washington DC nha. Đi. Đi coi bông. Coi hoa mà coi đi bông trễ. Bông rồi đi trễ quá. Nè đi Billy, làm cho ba nó đi trễ quá, quá bông nó rụng mất tiêu rồi. Cái cặp tình nhân đi đẹp chưa? Dở mặt nạ ra mới đẹp. Mấy tờ, đi con. Dở mặt nạ ra các em. Dở mặt nạ ra, lấy cái này ra. Billy, có đẹp không? Quay từ từ, ba kê vô sát mặt cho ba không, mẹ đá mặt bự không rồi. Có thấy được. Không thấy được, cái nó bị chói. Sao không thấy? Hey. Con lại gần quá là không thấy, không biết là nó gần rồi. Cô Ban, bình mũi con đâu? Bình mũi đâu? Trời đất ơi. Ở trên xe rồi. Ra đâu? Trời. Đóng được. Bữa nay ngựa hả? Hả? Nó quá, ok, never mind. Thấy, ba thấy người ta đi nhóc nữa hả? Yeah, because they're all together. Ba không thấy, ba không thấy ở nó all together mà. Hello, đây là cục vàng. Cục vàng biết đi chơi, cục vàng điệu không? Đây đồng hồ. Nó có vô mà. Không có được. Của mẹ mày đeo sao? Mày đeo của mẹ được. Nè, phone sắp hết pin rồi. Nè, quay đi, nói gì nói đi, đừng đi tắt á. Peter té. Tháng 4 đã đi coi bông, mà không dám đi sớm. Đi sớm sợ đông người, mình bị dính bệnh Covid nên đi trễ một tí. Đi trễ giờ nó rụng hết chân bông, giờ toàn canh lá không à. Giờ toàn đi xem người không à. Chứ người, không người quá trời luôn. Chứ nếu không là những cái cây này là toàn bông không á. Bông mà bông đào màu hồng là màu trắng là đẹp lắm. Bây giờ toàn lá xanh không à. Bông nó rụng rồi. Bây giờ thấy nó thấy cây nation chưa? Cây quốc của quốc gia. Đẹp chưa? Trời ơi, đây chụp hình lâu đó đẹp lắm. Ok, à, để chụp hình cái, để tắt cái này chụp hình. Hết pin rồi, thì rồi, hết pin rồi. Hết pin này, quay nhiều quá hết pin này. Hả? Peter, chừng téo nữa con, đi. Coi nè, mấy cây đó giờ nó thành lá. Nó rụng bông rồi, nó mọc lá đó. Ở trên xe con. Cái này là nhà của mình đây nha. Mình ở trong đó, nó đi ra ngoài này chụp hình. Thấy nhà đẹp chưa? Nhà của mình. Đó, nhà của mình á. Nãy bây giờ nói mà, bây giờ vô đó rồi đó. Bây giờ. Đẹp quá bà con ơi. Cái phong cảnh rất là thoải mái luôn. À, ở đây nắng nhưng mà không có mà nắng gay gắt, nắng rất là dễ chịu. Có làm hồ nước đây lên đây nè, thì nắng rất là dễ chịu. Người đi bên đây thì đông lắm. Đậu xe thì không có chỗ đậu xe. Chạy vòng vòng thì tìm chỗ đậu xe không ra. Đây là phái đoàn đi tham quan đây. Thấy người ta mặc đồ giống nhau chưa? Đó là đồ phục đó. Đồ đồng phục đó, để đi tham quan á. Rồi, điện thoại đã hết pin. Cảm ơn đại gia đình theo dõi nha. Gặp lại đại gia đình sau nha. Bye bye.